Xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên trên YouTube của mình. Các bạn lưu ý cho trong vòng 90 ngày các bạn chỉ được đổi tên trong 3 lần. Và sau đây mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn. Đầu tiên các bạn vào phần YouTube và các bạn dí vào cái ảnh biểu tượng của mình. Sau đó các bạn dí tiếp vào cái ảnh biểu tượng của mình ở góc trái màn hình. Các bạn dí vào chỗ nút cài đặt. Và khi đó nó sẽ ra biểu tượng như thế này, và các bạn dí vào biểu tượng cái bút ở góc phải màn hình. Rồi, sau đó các bạn nhìn thấy tên. Các bạn chỉ cần việc điền vào và dí OK. Nhưng bây giờ đây là mình đã đổi 3 lần rồi nên mình không đổi nữa, nên khi các bạn đổi các là bạn cứ làm các bước như thế này. Vâng, xin chào các bạn, mình sẽ cảm ơn. Và các bạn nhớ đăng ký kênh của mình như trên, kênh Totten Channel. Xin cảm ơn.